rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Con nhận được rất nhiều cái chìa khóa rất là quan tâm. Mình nhớ sâu sắc nhất đó thật sự là một cái kim chỉ nam đã tìm ra được những cái giải pháp. Xin chào tất cả mọi người, tụi mình là Ngọc và Cá Hoàng. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét và bản thân được không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Anh Tuấn và hiện tại mình đang học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Việt Đức. Mình tên là Hồ Thái Anh, mình đang học ngành BBA quản trị kinh doanh của trường Đại học Việt Đức và mình intake 2022. Xin chào mọi người, mình là Lê Ngọc Ánh, hiện tại đang học ngành quản trị kinh doanh intake 2022 của trường Đại học Việt Đức. Mình là Lê Minh Quân, mình học ngành tài chính kế toán intake 2022 ở trường Đại học Việt Đức. Xin chào Minh Ngọc, chào tất cả mọi người. Mình tên là Mai Hồng Hạnh, hiện tại mình là sinh viên năm 2 đang theo học ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Việt Đức. Chào Minh Ngọc, thì mình là Trần Di Bảo, là sinh viên năm 2 của ngành tài chính kế toán của việc học tại VGU. Xin chào mọi người, mình xin giới thiệu mình là Nguyễn Hành Lam, bây giờ mình đang học, bây giờ mình là sinh viên năm 2 của ngành tài chính kế toán của Đại học Việt Đức. Mình tên là Nguyễn Hồng Quỳnh Anh, mình là sinh viên VGU năm 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh. Mình tên là Tú Vân, mình cũng là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh tại VGU. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tuấn, Ngô Hoàng Minh Tuấn, mình đến từ ngành BFA của trường Đại học Việt Đức, hiện tại thì mình đang học năm 2. Mình tên là Hà Nguyên và hiện tại mình đang học ngành tài chính kế toán. Thì trước tiên là khi mà bước vào cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là hào hứng với lại cái chủ đề ngày hôm nay, bởi vì mình cảm giác là mấy anh chị rất là cởi mở, mấy anh chị rất là welcome với cái vấn đề mới về sustainable này. Thì mình cảm thấy là cái quá trình mà mình ngồi nghe mình đã học được rất là nhiều thứ, đặc biệt là về cái cách làm việc và cái cách vận hành doanh nghiệp của mấy anh chị, thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cũng có thể là áp dụng được trong tương lai, trong quá trình làm việc của mình. Còn đối với mình thì mình cảm thấy rất là vui khi mà mình tham dự buổi ngày hôm nay. Tại vì thật sự là những anh chị chia sẻ, mấy anh chị đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của họ, đặc biệt là lĩnh vực nhân sự, lĩnh vực mà mình cũng đang cố gắng theo đuổi. Thì họ đã chia sẻ được rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm của họ để mình có thể gọi là gom nhặt lại, để có thể phát triển được bản thân nhiều hơn, cũng như là phát triển trong con đường sự nghiệp sau này của mình. Còn mình thì mình thấy sau cái buổi trò chuyện này, mình rất thích là thích cái tiếp cận vấn đề của các anh chị, và cũng công nhận được rất nhiều cái chìa khóa cho cái vấn đề về cultural diversity or cái sustainable development mà mình rất là quan tâm trong một thời gian dài. Nhưng mà qua cái buổi trò chuyện này, mình đã tìm ra được những cái giải pháp từ những anh chị là những người có cái nhiều kinh nghiệm trong ngành. Thế thì các bạn đã tham gia hết buổi talk show rồi, thì đâu là điều mà mọi người cảm thấy tâm đắc nhất? Thực ra thì mình thấy buổi talk show hôm nay là một trong những cái buổi talk show mà thú vị nhất mà mình đã từng được tham gia. Và có một cái thì có nghĩa là đối với bản thân mình thì mình nhớ sâu sắc nhất được một cái nội dung mà mình đã được truyền tải trong buổi hôm nay, đó chính là mình đã phân biệt được giữa gender equality và gender equity. Thì trước đây mình cũng không phân biệt được hai cái nội dung này đâu, nhưng mà sau khi mà buổi talk show ngày hôm nay diễn ra thì mình đã biết phân biệt được hai cái từ như vậy, và mình cảm thấy đây cũng là một kiến thức khá là mới và thú vị. Còn mình thì mình ấn tượng nhất là về cái câu nói của MC ngày hôm nay vào trong lúc wrap up là diversity is a fact and inclusion is a choice. Và mình cảm thấy đó thật sự là một cái kim chỉ nam rất là tốt cho cái sự nghiệp của mình sau này. Đối với mình, tâm đắc nhất là ngày hôm nay thì thứ nhất là được gặp gỡ các anh chị đến từ HR của Standard Chartered Bank và được nghe chia sẻ từ những người làm quản lý, và họ thực sự có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái mảng quản lý nhân sự và phát triển bền vững tại doanh nghiệp. Thứ hai là được thảo luận cùng với mọi người và nghe tiếp thu rất là nhiều ý kiến mới từ các bạn, nó giúp mình mở rộng cái quan điểm và góc nhìn của mình rất nhiều về vấn đề này. Còn đối với mình thì thật sự là trước khi tham gia cái buổi talk show này, mình đã có một cái sự quan tâm nhất định đối với chủ đề là gender equality. Cho nên là sau khi tham gia buổi talk show và mình được nghe những cái ý kiến, những cái quan điểm rất là hay, những cái insight rất là bổ ích, và mình khó có thể nào mà có thể nhìn ra bằng bản thân mình lúc này nếu như mà không có sự giúp đỡ của các anh chị. Và đồng thời nó cũng giúp mình mở rộng
làm cho bản thân mình cởi mở hơn đối với những cái vấn đề vẫn được coi là khá nhạy cảm ở những cái xã hội hiện nay. Và Tuấn à, Tuấn đã tìm hiểu gì về khách mời của chương trình ngày hôm nay chưa? Thì mình sau khi đọc qua transcript tương đối về tuyên truyền thì mình khi mình nhắc tới ngân hàng Standard Chartered thì mình nghĩ tới hai từ khóa chính đó là Anh Quốc và Sustainability. Thì buổi talk show ngày hôm nay sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu sự góp mặt của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Thế thì Di Bảo và Mai Hạnh đã tìm hiểu gì về ngân hàng Standard Chartered rồi, và trong tương lai các bạn có muốn bản thân trở thành một trong những nhân lực đang hiện có của những ngân hàng không? Thì trước khi mà tham gia buổi talk show ngày hôm nay thì mình cũng có biết được những cái thông tin cơ bản nhất thôi. Thì mình biết được là ngân hàng này là một ngân hàng đã tồn tại rất là lâu năm và đã được thành lập từ năm 1904, là tới hiện nay là đã hoạt động được 120 năm. Thì đây là một con số rất là ấn tượng đối với mình và mình rất là nhớ. Và bên cạnh đó thì ngân hàng này cũng có cơ sở trên 60 quốc gia trên toàn thế giới nữa. Chính vì vậy thì mình nghĩ là phải có một cái lý do gì đấy thì mới khiến người ta hoạt động được lâu như vậy, người ta có thể tồn tại được lâu như vậy. Và bên cạnh đấy thì qua buổi talk show ngày hôm nay mình cũng biết được là ngân hàng này có rất là nhiều những chính sách đãi ngộ rất là tốt, không chỉ đối với nhân viên nam mà đối với cả nhân viên nữ nữa, và có những cái chính sách rất là thú vị, rất là hay, chẳng hạn như là vẫn giữ nguyên mức lương cho phụ nữ trước kỳ thai sản chẳng hạn. Thì mình thấy là đây cũng là một option khá là đáng để quan tâm và cân nhắc đối với mình trong quá trình tương lai khi mà mình chọn địa điểm để cũng như là công ty để làm việc. Thì cũng khá là tương tự như những gì mà bạn Mai Hạnh vừa chia sẻ, thì mình khá là quan tâm tới những cái chính sách mà công ty ngân hàng Standard Chartered đề ra để có thể tiến tới một cái giải pháp bền vững cho vấn đề về nhân sự. Và dưới góc nhìn của một bạn nam thì mình cũng rất là ấn tượng với cái việc là những cái nhân viên nam thì cũng được hỗ trợ khi mà trong gia đình mình có người phụ nữ là có tới cái kỳ thai sản. Và về cái vấn đề là trong tương lai thì với cái chính sách đãi ngộ tốt như vậy thì mình có thể sẽ cân nhắc trở thành một thành viên ở trong ngân hàng Standard Chartered. Sau buổi talk show hôm nay thì mình thấy Standard Chartered là một nơi rất là thích hợp cho tính cách của mình, bởi vì như qua talk show thì tất cả mọi người đã thấy là Standard Chartered là một nơi công việc, là một workplace rất là phù hợp cho diversity, equity và inclusion, và đó là một nơi mình luôn ưu tiên để có thể phát triển bền vững cho bản thân. Và thì hồi nãy trong khi mà mình nghe trong buổi talk show á, thì mình có lên mạng mình search một số cái thông tin về cái tập đoàn này, thì mình biết tập đoàn này là một tập đoàn về tài chính của Anh và có mặt rất là nhiều trên một công ty đa quốc gia. Thì như là cái phản xạ bình thường thôi, mình sẽ muốn làm việc ở những nơi có chất lượng cao, gặp được nhiều người đa văn hóa, và đặc biệt là môi trường làm việc rất là tốt, có được chứng chỉ EDGE, một cái chứng chỉ rất là danh giá về môi trường làm việc. Hiện tại thì mình cũng chưa biết nhiều, trước mắt thì mình chỉ biết là một ngân hàng của Anh và quốc tế. Thì bản thân thì mình cũng quan tâm về lĩnh vực ngân hàng tài chính nên là mình cũng khá là interest vào câu chuyện của guest speaker. Thì hai bạn đã tìm hiểu gì về ngân hàng Standard Chartered rồi, và khi mà nghe các anh chị làm việc trong ngân hàng chia sẻ thì hai bạn có muốn trở thành một phần của đội ngũ nhân lực của ngân hàng không? Trước đây thì mình đã có biết qua Standard Chartered Bank thông qua chủ yếu là các hoạt động event hay là những hoạt động tài trợ của doanh nghiệp. Hôm nay thì mình được nghe chia sẻ rất là nhiều về văn hóa doanh nghiệp tại Standard Chartered Bank, những cái thành tích, những cái chứng nhận mà doanh nghiệp đã đạt được trong cái việc phát triển bền vững tại công ty và cơ quan. Thì mình cảm thấy rằng đây là một cái môi trường làm việc rất là tốt, một môi trường làm việc rất là tiềm năng, và mình cũng rất là muốn trong tương lai có thể trở thành một phần của Standard Chartered Bank.
Đối với mình thì chỉ khi đến với talk show này mình mới thực sự được biết đến Standard Chartered Bank. Và đồng thời trong khi tham gia talk show thì mình cũng có lên website của công ty và tìm hiểu thêm về đội ngũ nhân viên cũng như là những cái chính sách phúc lợi của công ty. Và từ đó mình có thể thấy rằng là công ty có những cái niềm quan tâm rất là đặc biệt đối với nhân viên của mình, cũng như là đối với và rất là trân trọng những cái điểm độc đáo của mỗi cá nhân và promote những cái điểm đó để làm cho họ cảm thấy tự tin và trở thành là đó là điểm mạnh của mình. Và mình cảm thấy đó thực sự là một môi trường rất là tốt để bản thân phát triển trong tương lai. Và chắc là có khi mình sẽ trở thành một phần của Standard Chartered Bank trong tương lai.